Kiếm đây, ai mua kiếm không? Kiếm siêu to siêu khủng đây, mãi vô. Kiếm đây. Rồi chào cô chú anh chị, mình quay trở lại với Hoa Lan Di Phong. Cô chú anh chị mình nha. Này như cô chú anh chị mình thấy trước mặt em là cả một lùm kiếm luôn, siêu khủng như thế này nè. Đó, cô chú anh chị mình thấy chậu là size là phi 16 luôn anh chị. Đó, những cái chậu siêu khủng như thế này đây. Dòng kiếm này thì quá quen thuộc với cô chú anh chị mình rồi. Đây có tên gọi là kiếm vàng Phan Trí mọi người ha. Với khuôn hoa làm dài nè cô chú anh chị, màu vàng và đặc biệt hoa có hương thơm luôn. Dòng này cô chú anh chị mình cũng có thể dùng để trang trí của anh chị mình ha, mang yếu tố phong thủy rất là cao nha mọi người. Đó, những cái chậu siêu lùm như thế này đây. Đó, Hoa Lan Di Phong sẽ tuyển chọn cô chú anh chị mình nhiều thân lùm nhất có thể cho cô chú anh chị mình về ghép chậu cũng được anh chị mình ha, hoặc là mình để hai bên chậu, hai bên cửa để mình trang trí cho nhà cửa của mình cũng được luôn. Những cái chậu kiếm siêu khủng như thế này. Đó, size chậu là phi 16, bình thường anh chị mình mua là sẽ 200 ngàn một chậu. Đó, bên em mới bao phí vận chuyển ngày hôm nay cô chú anh chị mình chỉ bỏ ra 159 ngàn. Cô chú anh chị mình mua cả xe rồ kiếm của em luôn. Đó, một xe rồ kiếm của em là gồm 3 chậu phi 16, size to như thế này đây. Đó anh chị mình nha, 159 ngàn. Bên em bao luôn phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình. Và đặc biệt là em sẽ tặng kèm cho cô chú anh chị mình gói kích hoa hoặc là thói nhũng tùy theo ý thích của cô chú anh chị mình ha. Rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay bỏ tiền ra để mình săn về những cái chậu kiếm siêu khủng như thế này cho nhà của mình nha mọi người nha. Rồi, xin chào cô chú anh chị mình. Ai chốt đơn thì để lại thông tin dưới phần bình luận giùm em. Còn bây giờ em tiếp tục đi bán kiếm đây mọi người ơi.